Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft One Piece chấm chiến mục chơi thử. Và chúng ta đang ở ngoài biển, có những cái tên hải tặc đang rượt theo mình. Coi nó đằng sau kìa, nó muốn chém mình liền luôn, thấy không? Nó đâu có hiền đâu, cũng là hải tặc với nhau thôi mà. Gì đây, muốn gì đây? Ui dạ, nó vừa tung chiêu kỹ năng á. Để mình xử cái tên trùm trước và xử những tên còn lại. Giờ chỗ này là cái chỗ lần trước chúng ta tử nạn nè. Giờ ta sẽ lên trên đó xử lý những tên còn sót lại ở đây. Và trong này, ấy da, làm căng thiệt. Có gì đâu mà làm ghê vậy mấy đứa. Chúng ta sẽ cất những thứ này vô. Đen đen Mushi cất vô. Lấy đá cuội, mình sẽ leo lên. Bên trong này đồ ăn và có hai cái hộp luôn. Quá đã, lấy hai cái hộp mang về. Bên đây chúng ta sẽ có thêm được một cái bịch tiền. Ta sẽ xài bịch tiền trước. Được bao nhiêu tiền rồi? Bữa giờ tích lũy lên 36.000. Giờ cất cái này lên. Giờ ta sẽ cất hai món đó vô luôn. Và cái này cũng vô trong đây luôn. Còn mấy tên nữa đó. Giờ bao ti của mình thì không có thấy ở đây. Mình thấy là Doriki 3621. Có con cá dữ nữa. Chúng ta sẽ cần phải qua đây. Chỉnh kêu. Trong lần trước thì chúng ta bị hạ gục bởi con Ender Dragon á. Thành ra chúng ta mất hết chiêu luôn rồi. Mất luôn trái ác quỷ. Giờ phải chỉnh lại. Ây da, bắn hoài. Ra đây đứng. Và ăn một cái, bấm một cái. Như vậy là chúng ta sẽ không còn bị tấn công nữa. Vô đây. Đây là chiêu tăng tốc. Và chiêu cục đá. Tăng tốc. Ui da. Chúng ta sẽ cần phải tăng tốc. Cái con dưới biển đâu? Đây là con pet dưới biển. Con mực đã có thì ta có thể đi thiệt là nhanh. Chúng ta sẽ cần phải nhìn lại một cái. Con tàu đó chúng ta đã tấn công rồi. Vậy là có thể con tàu này chưa. Để vô trỏng coi thử nha. Lần sau phải làm dấu ông cái chỗ dễ thấy hơn mới được. Đội bên này có gì chưa? Chưa. Phá lần này đẹp luôn mấy bạn. Ôi dạ. Mới nói phá lần này đẹp luôn thì lại quất cho nó bể ra thêm nữa rồi. Ở bên đây chúng ta có đồ ăn thôi. Mình sẽ lấy đồ ăn. Rồi có cái này chúng ta cất lên luôn đi. Bên kia có gì? Bên đó là một cái vùng núi thiệt là bự. Và nó có một cái hòn đảo của mấy bé kẹo dẻo màu xanh ở trên đó. Bây giờ mình sẽ đi thẳng qua đây. Bơi thẳng qua bển luôn. Nhìn bên dưới thử coi. Có mấy con cá mập. Ê, con cá sấu chứ. Mấy con đó là con cá sấu. Nó vừa xuất hiện. Leo lên phía trên này. Chúng ta nhìn xung quanh. Cái pháo đài của những cái tên hải quân thì chúng ta vẫn đang đi tìm. Cái pháo đài đó. Gì vậy? Cái pháo đài đó giống như là một cái gì đó. Nó hiếm lắm vậy đó. Nó hiếm còn hơn là cái chỗ mà chúng ta đi qua The End vậy đó. Cái chỗ Stronghold á, còn hiếm hơn nữa. Ở đây chỗ cũng rộng rãi nè. Mà không có chịu xuất hiện pháo đài gì hết trơn đó. Giờ ta sẽ chạy qua bên này luôn đi. Ta chạy qua đầu bên kia coi thử. Ở đây nó là một cái hòn đảo hay là một cái vùng đất luôn. Ở đây là một cái hòn đảo ha. Hòn đảo này có đất liền ở chỗ này. Bên kia. Và có cái tàu. Wow. Tàu này là tàu hải quân. Và tụi nó trốn ở trong. Đây có nhầm thạch hả? Để giúp cho bé không còn đau đớn nữa. À, bé này không tấn công. Bé này tấn công là chơi bé đó luôn đó. Bên kia. Chúng ta hãy qua đây. Vô. Bắt đầu. Gì vậy? Hết đồ cho mực ăn rồi hả? Phải lấy đồ cho mực ăn liền. Ăn xong là sáng đèn lên liền luôn. Và chúng ta vô trong đây. Bây giờ có thể là mình không cần phải xài cái cây nỏ đâu. Tại vì vô đây mấy chỗ này xài nỏ đâu có ích lợi gì đâu. Chúng ta cất cây nỏ vô trong này luôn đi. Để chúng ta có thể rộng rãi xử lý mấy công việc khác. Đem qua. Ở trên này. Đồ ăn nhiêu đó là được rồi. Và vô đây. Phá đằng sau. Tính phá đằng trước hoài ta. Cái tàu bự là phá đằng sau. Phá đằng sau. Và vô đây phá tiếp. Phá thêm miếng nữa lại. Đó, bể ra. Và nó bể qua tàu bên kia không? Chơi hơi bị ghê đó. Nó bể qua tàu bên kia luôn. Là thật là thú vị luôn á. Rồi có tên nào đang đi vô không? Mở lên coi.
có được hai món và có tên nào xuống thì la lên nha, đừng có để hả tôi bực mình tôi chém hết nguyên một đám luôn đó. Rồi mình sẽ cần phải bấm mấy bịch tiền thôi, vô đây chỉ có tiền và tiền và tiền 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 tiền, nhưng mà tiền cũng không có sử dụng cho cái gì hết trơn hết á. Bên đây là tàu nhỏ, tàu nhỏ thì ở đằng sau, lớn chứ nhỏ. Wow, tàu hải quân luôn rồi. Rồi chúng ta sẽ cần phải xử lý mấy tên hải quân. Rồi ta lấy cái phần đá cuội cái đi, để chúng ta có chỗ đứng, leo lên mà đứng mà vô mà chơi mấy tên hải quân. Đó, bắn mình bay xuống luôn kìa. Ghê không? Ghê chưa? Bắn bay xuống luôn. Bây giờ chúng ta đang bật cái chiêu tăng tốc. Rồi chúng ta sẽ có gì đây? Bên này không có gì đặc biệt hết. Ta nên ra ngoài đó chơi không? Xông ra, xông ra. Tắt cái này đi và biến thành cục đá. Rồi xông thẳng tới để mình có thể tiến lại gần hắn hơn. Và chúng ta sẽ cho hắn một chiêu. Rồi tắt chiêu này đi khi hắn đã bắn rồi. Leo lên, lên chơi. Hello hải quân hả? Hải quân nè. Ở trong này không có gì hết rồi. Giờ ta sẽ cần phải phá này ra một cái. Lỗ bự thiệt bự luôn. Đằng kia có một nơi chúng ta cũng cần sẽ phải vô ghé thăm. Giờ ta sẽ nhảy xuống cái coi. Chỗ này thì nó trốn ở trong đây. Không biết vì lý do gì mà mấy tên này trốn ở trong này. Đây là phiên bản 1.7.10, thành ra chúng ta sẽ không có NCT hay là N tàu hay là đầu con dịch ở trong phiên bản này, cũng như là trong phần chơi này. Do phiên bản nó không có phải là phiên bản mới nhất, phiên bản 1.7 sẽ không có những cái cập nhật đó. Những cập nhật đó chỉ xuất hiện từ phiên bản 1.10 mà thôi. Bây giờ mình đang ở đâu ạ? Sao mình bơi xa dữ vậy ta? Nãy mình mới thấy nó đâu đó quanh đây thôi mà. Đó, phải không? Đâu? À, đằng kia kìa. Chúng ta xuống dưới này á, nhiều khi nó xanh quá, không có nhận diện được cái cục đó nằm đâu ở trên đó. Phải lên bờ một chút. Và vô đây. Nhện. Xử lý nó. Nhện nè. Rồi có con gì ở đây? Kim cương. Con phép double chest. Và đi lấy những thứ này rồi giọt ra liền. Giọt ra. Ngoài kia có một tàu, bên này có một tàu, hai tàu luôn. Tàu hải quân không ta? Ủa sao đây hải quân nhiều vậy? Ghê thiệt, bên đó hải quân đang đuổi theo cái thuyền hải tặc bên đây. Ủa sao có cái tàu bên kia bự dữ vậy? Có vẻ như nó bự lắm á. Chúng ta đi qua bển coi thử. Tại sao nó lại bự như vậy? Tàu gì mà bự quá vậy? Nhìn nó xa cũng thấy nó bự dữ ha. Mà nó là cái tàu bình thường thôi, không phải là một cái tàu đặc biệt gì khác. Tàu phá hủy, bị cá cắn, đừng có cắn tôi nữa. Rồi vô đây mấy đứa, vô đây, vô đây chơi, vô đây, vô đây, giỡn nè. Và có một cái tên hải tặc cầm đầu kìa. Cầm đầu chết ngắt luôn chứ mà cầm đầu. Giờ mấy con này nữa. Sao chém hụt hoài vậy? Dính chiêu. Dính chiêu. Và đổi sang cái kiếm này để có được chút loot tinh. Chúng ta sẽ được may mắn. Biết đâu tìm được cái gì đó đặc biệt lắm á. Ủa hết chỗ rồi. Chúng ta cần phải cất vô mấy thứ này. Nếu không mà lát nữa không có còn chỗ để chứa những cái món đó. Và con pet này không có bỏ vô được. Nghĩa là nó sẽ không có chịu. Chúng ta bỏ một cái con pet khác vô chổng thì nó không chịu. Giờ để mình đi xuống dưới đáy biển. Lấy được mấy cái răng. Và nãy chúng ta được cái đầu á. Rồi lên đây. Mấy bé này nhiều máu. Nhiều đó máu hả? Dám ngăn chặn ta đi kiếm đồ. Phải xử tụi nó. Giỡn mặt nè. Giỡn không? Thêm phát nữa. Chắc phải một đòn nữa. Rồi lên đây. Này phải hai chém. Một chém. Và được cái gì đây? Được cái răng. Rồi cái đầu hồi nãy như cất vô trong chổng rồi. Mình kiểm tra lại coi. Chính xác cái đầu chúng ta cất vô rồi. Nó có rớt gì nữa không vậy? Đây là kinh nghiệm của những cái con hồi nãy. Hải tặc á. Và bên đây có con cá voi. Nó đang bơi xuống.
Còn con này nữa, con này nó bắt đầu nhiều chuyện nữa các bạn. Bể mặt, thích bể mặt không? Thích lắm đúng không? Thích bể mặt thì cứ vô đây. Ê, nó né, biết né nữa, cá sấu cũng né nữa, né làm gì? Ăn trọn đồng, tự kiếm cái ta đi. Cá sấu nè, rồi cho nó một chén. Ui da, ê, bậy nha. Bậy, vậy là bậy lắm nha cá sấu. Cá sấu làm vậy là không có được, không ai chấp nhận hết trơn hết á. Rồi chúng ta sẽ có thêm được cái đầu không? Không thấy. Cái răng với cái đầu đâu rồi? Hồi nãy nó rớt là cái răng mà ta. Sao? Đâu rồi? Đây rồi, cái răng của nó. Qua đây lụm luôn. Chúng ta sẽ có được thêm một cái răng nữa. Mình sẽ có tổng cộng là 5 cái răng với một cái đầu. Chúng ta bơi lên. Bơi lên đây trúng cái thuyền hồi nãy. Đây là đầu thuyền hay cuối thuyền vậy? Đây là cuối thuyền. Bơi ngang cá heo coi. Ê, cái dòi chứ. Cá dòi cũng dữ nữa. Bơi ngang thôi mà cá dòi cũng cắn mình được nữa. Ai làm gì cá dòi đâu. Bạn cá dòi này dữ quá. Gì đó? Sao có cưng này nữa? À, cưng này xuất hiện đâu ra vậy? Cưng này nhiều chuyện nữa. Tự nhiên đâu trong tàu xuất hiện vậy? Chúng ta phải leo lên. Rồi vô phía sau. Đây là thuyền hải tặc hả? Ủa, hải tặc bây giờ đông đảo quá. Ta xử lý đám hải tặc. Hải tặc nè, sẵn đây luyện kiếm luôn. Rồi đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Giờ nó rớt ra cái gì đây? Cái quần của tụi hải tặc. Và lấy tiền. Một cái hộp nữa. Quả đã. Đây là đồ ăn, nước uống. À, đi ra. Nếu chui vô đây. Chui đây là tôi liều mạng đó. Tôi đi luôn đây. Đừng có tới tìm ta nữa. Đi đâu đi đi. Ta sẽ có 3 hộp. 2 hộp sắt và 1 hộp vàng. Quá đã luôn nha. Giờ mình sẽ cần phải cất đồ ăn vô chậm. Cất cái quần vô chậm. Cây kiếm thì dục bỏ. Sọt lại một cái. Xếp đồ lại một phát. Và ta lên đây. Chúng ta lên trên bờ. Nhìn ngắm những bé gà đang bơi. Đây là một cái hòn đảo ở giữa biển và có những con gà đang bơi lội tung tăng. Chúng ta ra ngoài kia tiếp. Xuống dưới. Wow, cá dồi nhiều quá. Cá mập nè. Cho một phát, bay cá mập ra luôn. Phá quỷ. Phá quỷ. Cái đòn chém thẳng hình như là nó không có phá nhiều. Cái đòn chém ngang phá hay ghê luôn á. Chúng ta đang coi cái đòn nào chém phá quỷ nhiều thì mình sẽ sử dụng nhiều. Rồi chúng ta vô đây. Rồi chúng ta sẽ cần phải lấy cái kiếm này ra. Mở lên đây. Lấy đồ thôi. Tụi nó không thấy mình. Gì đó. Ê! Cá sấu lên bờ. Làm cho chúng ta bị tử nạn rồi. Sẵn dịp nó tiễn mình về nhà thì chúng ta sẽ bấm hết những bịch tiền ở đây. Ăn một cái và mở lên cái con này. Ta sẽ lấy những cái chết ở đây ra. Ta sẽ có 3 hộp. 3 hộp này rất là xịn luôn đó. Mình sẽ còn phải cất những thứ khác nữa. Ví dụ như những thứ này. Và cây kiếm ta sẽ bỏ thêm vô. Cho nó 2 cái lapis là Juli hay là Ngọc Luli. Được 51. Ủa sao số lẻ? Sao 51? Nó phải chẳng chứ. Để coi còn cục nào nữa không? Không có. Ở đây còn 3 cục nè, quất vô liền, cho lên số chẵn lại. Và chúng ta sẽ quất vô luôn. Đây là 54 trên 450. 450 nó sẽ lên được cái lớp cấp độ 3. Và nó lên cỡ 64 hay là 128 gì đó. Là nó lên được lớp cấp độ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải có thêm 3 cái chìa khóa. Thì trước khi làm 3 cái chìa khóa cần phải cất mấy món này vô. Cất cái này vô luôn. Mấy chai nước ngọt này cất vô. Chìa khóa chúng ta sẽ cần phải có một khối này. Đã nha. Ngày hôm nay có một hộp vàng đó. Và hộp vàng nó sẽ cho chúng ta món gì đây? 3 cái chìa khóa đã có. Bấm. Món đầu tiên. Đây là hộp bằng sắt. Bấm. Đây là trái Hito Hito Nomi. Không. Hito Hito là trái gì? Đó là cái trái mà giúp chúng ta biến thành con người. Của Chopper á. Trái này hệ John hả? Ồ, phải không? Hình như có 2 trái Hito lận. Một trái Hito nữa. Hộp
Chopper ăn một trái rồi một trái nữa của ai á, không nhớ. Giờ ta sẽ cần phải âm tiếp. Đây là trái Mero, OP Nomi. À, trái Rum hôm bữa, trái này của Lo hôm bữa nè các bạn. Rồi giờ mới có lại. Giờ mới có. Chúng ta mất con rồng rồi. Đây là phiên bản 1.7, không có triệu hồi rồng được. Cũng không có MCT, cũng không có em tàu, không có đầu con dịch. Có này hôm bữa là đi móc tim rồng ra bóp bóp chơi được rồi. Nhưng mà ta sẽ còn một cái nữa. Hy vọng là nó sẽ cho chúng ta một cái gì đó đã nha. Đây là hộp bằng vàng đó. Rất là hiếm khi xuất hiện. Bấm lên. Vậy là trái Goro Nomi. Trái này là điện năng. Goro hệ Longia luôn nè. Trái Hito này nghi ngờ quá, không biết có nên ăn không nữa. Còn trái OP này là ăn rồi, chúng ta sẽ cất lên. Ở đây chúng ta có mấy trái. Thì trái bên dưới này là trái cửa nè, Doa Nomi nè. Với lại trái Kilo thì mấy trái này mình chưa ăn. Mình muốn chúng ta đi khám phá thêm rồi mới ăn. Chúng ta kiếm thêm mấy cái hộp, tại vì vừa tìm được cái chỗ farm đã quá. Giờ ta sẽ ăn hay không? Ăn trái này hệ Logia. Quật. Ăn vô. Và thân thể có nhẹ hơn miếng nào không? Có thay đổi gì không? Chưa thấy. Và kỹ năng gì đây? El Thor. Vô. Bấm hết mấy kỹ năng xuống. Raigo, Kari, Sango, Sparktep. Sparktep làm gì? Chưa hết. Chưa chọn xong. Ta Sango trước và Sparktep. Sparktep lấy chân ra đạp hả? Dịch chuyển, không phải dịch chuyển. Chiêu này là chiêu tốc biến, chứ không phải dịch chuyển. Tốc biến tới nơi chúng ta nhìn. Tốc biến. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ như mình nhìn về phương xa, không biết chỗ nào hết. Không dịch chuyển được, phải có một mục tiêu ở gần. Đó, dịch chuyển được luôn. Và chúng ta sẽ có chiêu ghê. Tạo ra một cái vùng sét đấm. Và đây là trưởng một quả cầu điện. Thấy gì không? Chưa thấy. Và nó sẽ cần phải có thời gian để nó gồng sức mạnh lên. Rồi chiêu này. Chiêu này bấm cái đỏ luôn. Kỳ vậy. Sao đỏ luôn là sao? Là sao lại đỏ luôn? Không đủ sức mạnh. Hí. Gồng lên. Và trưởng cục kế bên. Đó. Cục kế bên đang bay ra. Ghê quá. Ủa cái cục này gì vậy? Ủa chuyện gì đã xảy ra? Có cái gì đó. Ủa Ghê vậy. Các bạn có thấy cái gì hay không? Cái gì ghê quá vậy? Đó là những cái chiêu sét đánh đó. Tạo ra một đám mây. Và sét nó đánh xuống một cái ầm. Bây giờ lỗ một cái lỗ bự thiệt bự luôn. Chiêu thứ tư, mới có 3 chiêu thôi đó nha. Chiêu nhất là thấy ghê rồi. Chiêu thứ hai, trái này ghê quá. Và cái gì đây, sấm sét ầm ầm đùng đùng luôn. Và nổ một phát. Chiêu thứ năm. Chiêu này lại chưởng điện về phía trước. Mà sao nữa? Hết. Không có tác dụng gì hết. Ủa sức kỳ vậy. Chiêu này sao không tác dụng gì hết. Và chưởng một cái luồng điện bay ra. Chúng ta đi kiếm người để chúng ta chơi coi. Miếng thịt cuối cùng. Ăn một cái. Rồi lấy thêm đồ ăn ra. Chúng ta sẽ lấy bánh mì. Bây giờ mình có thể dịch chuyển vô trong giữa đám sơn tặc đó luôn. Và nhảy lên trên nóc nhà của nó. Hello, đám ăn cướp. Giờ chơi chiêu gì mà tụi nó không có bị phá hủy mấy cái này đây. Giờ ta sẽ chơi điện giật. Điện giật ghê quá. Điện giật nữa nè. Đó, sung sướng, được điện giật nha. Và ra đây mấy cưng. Ra đây. Ra đây cho một chưởng nè. Hi, dẫn công, Kameyoko. Đâu rồi, Kameyoko. Tiếp tục, xét đánh. Nhắm vô mục tiêu. Hầm. Ôi trái này mạnh quá các bạn. Trái này trái quá dữ luôn á. Ăn trái này vô có lý quá chừng luôn. Có quá chừng chiêu luôn. Goro Nomi. Và có con nhện kìa. Nhện đâu? Nó đâu?
Tôi thấy rồi nha, đừng có chạy. Con nhện đâu? Ủa, nó dịch chuyển qua bển rồi. Chúng ta bay qua bển. Hello, nhện ơi, nhện. Nhện đâu rồi? Đừng nói chui vô cái nhà sáp ở đây rồi nha. Rồi con nhện đâu? À, con nhện kìa. Thấy con nhện rồi. Với lại chúng ta có thêm được cái phần bounty ở đây. Ta đập ra coi thử coi. Bảy rồi. Đập ra lấy bounty. Không, không, tại sao không? Chúng ta đã được tiễn về thành dưỡng sức và mình thấy là mình do sử dụng cái cây pickaxe bằng kim loại cho nên chúng ta trở thành cái cột thu lôi trong cái thời điểm đó. Cột thu lôi khi mà sét đánh á, là nó sẽ đánh thẳng trực tiếp vô cái cột thu lôi và quất cho một cái đùng bành sạc thiệt tình luôn. Giờ không còn trái ác quỷ xịn đó nữa. Chết rồi là mất. Cứ chết là mất trái ác quỷ à. Mà nó có cần phải thực tế đến vậy không? Chúng ta có khả năng điều khiển sấm chớp mà các bạn. Điều khiển đánh ầm ầm đùng đùng luôn. Mà tại sao khi mà sét đánh cầm cái cây cây cuốc bằng kim loại trong tay một phát biến thành cột thu lôi dẫn điện quất cái đùng cháy xém luôn là sao? Kỳ vậy? Sao kỳ quá vậy? Tôi không chấp nhận chuyện này. Vô chưởng chưởng gì sao kỳ ghê luôn á. Thôi giờ chắc mình sẽ đổi đi. Mình sẽ không chơi mấy trái quỷ kia đó nữa. Trái quỷ gì mà chơi thu hút cột thu lôi làm giật mình ghê. Làm hả? Không biết nói gì luôn á. Giờ để chúng ta sẵn. Nãy chúng ta lấy mớ này nè. Tính về coi. Giờ cầm này cũng hết muốn coi luôn rồi. Chắc bị rớt tiền. Giờ đập ra nó ra thêm mấy miếng nữa. Ra thêm 3 miếng nữa. Ra chi cho nhiều vậy. Mở lên coi. Mở lên. Có này có thôi. 2.600. 2.600 đóng lên trển được á, 2.600 thì được. Và 2.600. 2.600. 2.600 nhiều quá, bỏ hết đi. Có mấy cái đó bỏ hết đi. Và ra đây. Cái này quen thuộc rồi. Bỏ. Và ta sẽ ăn những trái ác quỷ độc lạ hơn. Trái ác quỷ nãy nhiều kêu, nhiều tuyệt chiêu. Giờ ăn trái ác quỷ con người. Hito Hitonomi hệ Zon đàng hoàng nha. Và ăn vô. Và chúng ta ăn vô. Ta được khai sáng trí thông minh mở rộng hơn nữa. Nói thì nói chứ có thiệt chiêu gì không? Không có thiệt chiêu gì hết trơn hết á. Không hề có thiệt chiêu gì hết nha. Không có đâu. Và đây là trái ác quỷ hệ Hitonomi là hệ Zon luôn á. Hệ Zon là hệ động vật. Con người cũng là động vật. Và chúng ta xuống nước thì sao? Xuống nước có bị lắc lắc không? Để xuống thử cái nha. Mình lấy sẵn cái nhà ra. Nhảy xuống. Và con người xuống nước mà còn bị lắc lắc giật giật là sao? Ủa trái này kỳ nha. Trái hệ Zon. Chúng ta ăn vô. Ta biến thành con người. Và có trái gì chúng ta ăn vô cho nó mất chơi coi. Chúng ta sẽ ăn thử trái thứ hai. Tại vì có nhiều bạn hỏi sao mình không ăn trái thứ hai. Thì ăn trái thứ hai là chết đó. Để coi ăn cái thứ hai có chết hay không nha. Itonomi. Trái này là cái trái mà chúng ta đã thử nghiệm rồi. Và quất vô. Ăn vô. Rồi xong. Không chết. Không hề chết luôn. Không chết. Mất cái máu luôn. Bất tử. Đi thử nghiệm liền. Tôi nói bất tử mà. Nhưng mà nó bị nghiêng vậy luôn rồi. Không có cách nào chỉnh được đâu. Vẫn còn nhảy được là còn tốt á. Này giống như là cái lần chúng ta chơi Crazy Craft vậy các bạn. Khi mà mình biến thành tấm thân bất tử á, biến thành bức tượng á, thì ta lại không thể nào mà bị cái con tượng đánh. Rồi ta cũng bị lắc vậy nè. Nhưng mà như nó không có nghiêng tới mức độ này mà nó còn bị tối nữa. Ở đây cưng. Rồi con nó bị nhốt trong rồi. Giờ nó không làm ăn gì được trong hết trơn hết á. Ủa mình cũng không lụm được kinh nghiệm nữa hả? Không lụm đồ được luôn hả? Ghê vậy hả? Đây là đang bị nghiêng. Nghiêng bao nhiêu độ đây? Đẹp quá, để chụp tấm hình lại. Kỷ niệm. Chụp tấm hình. Đây là người bị nghiêng. Một góc nhìn thật là đẹp. Ăn hai trái ác quỷ có chết hay không? Thì câu trả lời là không chết. Và đang bất tử đây. Đấy. Và các bạn đã nhìn thấy. Tấm thần bất tử. Đi. Có được tấm thần bất tử này rồi. Ta đi quậy tiếp coi. Giờ ta xuống nhâm thạch có chết hay không? Đi kiếm nhâm thạch. Ở khu vực này nó rất là đẹp nè các bạn. Khi mà chúng ta chơi cái thiệt chiêu sét đánh á,
nó sẽ có một cái chỗ được tạo hình rất là đẹp luôn. Và qua đây, đâu rồi, Nham Thạch đâu rồi, Nham Thạch ở đây. Giờ chúng ta xuống cái, bây giờ mình xuống đây đi, xuống đây. Có bộ đồ là bị hư thôi à, còn thấy không mất máu rồi đó, có máu đồ mất. Ở đây không mất máu là bởi vì có máu đâu mà mất. Wow, đã quá. Đây là sự kết hợp giữa hai trái ác quỷ, trái ác quỷ Hito Hitonomi và Ito Itonomi. Ghê không? Không thấy một cái dấu hiệu gì hết luôn. Mình sẽ không ăn luôn để chúng ta coi ta có bị chết bởi vì đói không nha. Giờ chúng ta cần phải đi từ từ thôi, không chạy được. Giờ chỉ có đi vậy thôi à, mình muốn chạy nó cũng không cho mình chạy nữa. Chúng ta qua bên chỗ của tụi ăn cướp coi. Ăn cướp, hãy giúp ta. Đâu rồi? Ủa, nhà tụi ăn cướp đâu rồi? Bên kia kìa. Mà không biết hồi nãy sét đánh xuống rồi có quét luôn cái khu vực đó không nữa. Quét luôn là vui lắm á. Không có chỗ để chúng ta thử nghiệm nữa, đó là bãi thử nghiệm của mình đó. Rồi chúng ta chạy qua bển. Cố gắng lên, sắp tới rồi. Giờ mình ăn được không? Ăn được. Chúng ta leo lên và thấy rồi, đó, hình như cái chỗ hồi nãy nó sét đánh xuống kìa. Wow, ghê chưa? Một cái vùng bị sét đánh bự thiệt bự luôn. Cái này để đào lỗ tốt lắm đó nha. Giống như là cái trái gì lần trước á, chúng ta đem đi đào lỗ á, vui lắm. Rồi nhảy lên đây, nhảy lên đây, đi qua đây. Giờ phải đi vòng qua nếu không mình bị té xuống. Nó có mấy cái chỗ nó ra như vậy nè, nó tạo hình đàng hoàng luôn á. Coi trên bản đồ ra như vậy nè các bạn. Đó, nó tạo hình rất là đẹp luôn. Có ai ở nhà không? Ăn cướp. Ăn cướp ơi. Ăn cướp. Ăn cướp không thấy tôi hả? Nó không thấy thiệt ta ơi. Thấy không? Ơi, ăn cướp. Ăn cướp. Anh ăn cướp ơi. Không thấy mình luôn. Anh ăn cướp. Anh gì đó ơi. Và mình không có lụm đồ được. Ta đứng ở trên đồ luôn nè, cũng không lụm được. Vậy là mấy anh ăn cướp không có thấy mình rồi. Và coi bộ là nó mất. À không, không mất. Tưởng nó mất cái spawner của mấy tên ăn cướp này. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên DN để ta thử nghiệm bên đó coi. Ta có thể đi qua những thế giới khác được hay không. Giờ mình có thể thử bằng không mở cái này lên được đâu, lấy cái con portal chest lên được đâu. Vậy phải đi qua bên kia rồi. Chúng ta gần hết cây thức ăn và mình cũng sẽ nhảy vô trong đây. Dịch chuyển được. Và qua đây. Tôi đang ở đâu? Hả? Nó không biết mình đang ở đâu hết trơn hết á. Chúng ta mở lên coi thử coi. Ta có thấy cái chỗ gì không? Không thấy gì hết. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu? Cho tôi về nhà đây. Không. Tôi đang ở đâu? Hết biết ở đâu luôn rồi các bạn. Chúng ta nhảy vô. Và chỉ có một cái màu đen thui thôi. Nói đúng hơn là màu tím á. Rồi mình sẽ bấm con How Pet để chúng ta được dịch chuyển về nhà. Và dịch chuyển về nhà. Đây là đâu? Đây là đâu? Mình đang ở trong một cái dimension không biết. Nó đang để dấu chấm hỏi. Tại vì nó không biết mình đang ở đâu hết trơn hết đó. Đây là người về từ lòng đất nè. Ghê không? Đây là tác hại. Ủa, cho chọn lại này nữa hả? Phải không vậy? Cho chọn lại này nữa. Bây giờ đây là tác hại. Chúng ta đang rớt xuống cái vực sâu không đáy. Bây giờ nó sẽ có tác hại khi mà chúng ta ăn trái ác quỷ vô hai lần là hai trái khác nhau đó. Và ta sẽ chơi cái này đi. Kill. À, đau quá. Có vẻ đau lắm đó nha. Nhưng mà không sao hết trơn hết á. Giỡn tôi à, bây giờ sao chết đây? Giờ chúng ta sẽ thử ta dịch chuyển về nhà coi. Hôm đâu. Rồi dịch chuyển về đây. Rồi rồi xong luôn rồi đó. Tình hình này tôi tuyên bố chính xác là xong rồi. Xong. Chúng ta sẽ cần phải load lại save. Vỗ tay. Hay quá. Phải load lại save rồi các bạn ơi. Không chết được. Muốn chết cũng không cho chết. Ủa sao có lại rồi nè. Và nó vẫn là trái Hitonomi. Ủa sao kỳ vậy. Giờ bé này kính con quay về không? Đây là đâu? Cho tôi đi về đi, hãy cho tôi đi về.
Tôi chỉ muốn đi về thôi mà. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm. Chúng ta sẽ dịch chuyển bằng những cái món này coi. Không được, không chơi được. Nó cứ vậy hoài luôn á. Rồi, sao giờ? Giờ thử game mod 1 coi. Hí. Game mod 1 bay lên. Tuy gọi là bay lên nhưng mà bay ra cũng vậy. Rồi xong. Xong 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 xong. Xong. Hay quá, vỗ tay. Và sao trời tối thui vậy? Sao cái cục gì đen thui vậy? Cục gì đen thui nguyên con luôn, không biết con gì nữa. Hồi nãy còn được hình dạng con người, bây giờ không biết con gì nữa rồi. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã có được một trái quỷ rất là hay, nhưng mà trái quỷ đó vẫn sét đánh ghê quá khiến chúng ta tử nạn, và ta đã ăn thử hai trái ác quỷ thì tình trạng này xảy ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.